Xin chào, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Pinup. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về bệnh chảy nước mắt sống ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình và chúng ta cùng theo dõi hết những chia sẻ nhé. Chảy nước mắt sống, đây là một tình trạng rất là phổ biến ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Mặc dù phần lớn các trường hợp thì không quá nguy hiểm, nhưng cha mẹ chúng ta cần nắm được rõ nguyên nhân cũng như là có cách chăm sóc đôi mắt của con sao cho đúng cách, cẩn thận nhất. Chảy nước mắt sống, đây là một hiện tượng mắt của trẻ luôn đẫm lệ. Điều đó có nghĩa là bé bị chảy nước mắt nhiều. Khi bé không khóc hay là không bị các vấn đề như là đau mắt mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra bên ngoài. Nếu mà ai không biết thì sẽ nghĩ con mình vừa khóc xong hoặc là đang khóc. Do có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng có 3 nguyên nhân chủ yếu hơn cả. Đó chính là do mắt của con bị kích ứng bởi những các dị vật như là bụi, phấn hoa hay là cát từ tác nhân từ bên ngoài vào. Buộc mắt con thì phải tiết ra nhiều nước mắt hơn để rửa trôi dị vật, hay là lông mi con bị mọc ngược vào bên trong khiến con bị chảy nước mắt sống. Nguyên nhân thứ hai là do mắt của con bị nhiễm trùng, là do các vi khuẩn, virus hay là do bị lây nhiễm đau mắt đỏ khiến mắt của bé bị sưng, đau, rát và chảy nước mắt liên tục. Thứ ba, đó là do tắc lệ đạo. Đây là một trong những nguyên nhân nguy hiểm nhất và cần được quan tâm nhất dẫn đến chảy nước mắt sống ở trẻ. Chức năng của ống lệ đó chính là dẫn một lượng nước mắt thừa từ mắt xuống mũi. Và khi cái ống lệ này nó bị tắc thì sẽ làm giảm chức năng này. Thậm chí nó không hoạt động được thì sẽ dẫn đến nước mắt phải chảy ra ngoài thay vì chảy vào theo đường ống lệ. Và khi bị mắc bệnh thì trẻ thường chảy nước mắt có thể là ở một bên, có thể là cả hai bên mắt, và chảy thường xuyên hoặc là từng lúc. Nếu mà tình trạng tắc tuyến tuyến lệ kéo dài thì nước mắt sẽ bị ứ động tại túi lệ và có thể gây nhiễm trùng và khiến túi lệ bị viêm, có nhầy mủ, nhất là khi chúng ta ấn vào vùng mắt của con. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp con, chăm sóc con khi con bị chảy nước mắt sống? Thì các mẹ có thể tham khảo một số biện pháp chữa trị con tại nhà để giảm bớt sự khó chịu cho con, như việc giữ gìn đôi mắt của con luôn sạch sẽ, lau sạch nước mắt của con bằng khăn xoa mỏng hoặc là bông gòn sạch thấm nước sôi để tránh tích tụ các rỉ mắt cũng như là tránh bị nhiễm trùng. Chúng ta có thể xoa nhẹ ống tuyến lệ vài lần trong ngày để giảm tắc nghẽn và giúp thoải mái hơn. Mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt cho con, nhưng tuyệt đối là chúng ta không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt về hoặc là áp dụng các bài thuốc dân gian để chữa trị cho con, vì có thể làm hại mắt con. Có nhiều bài thuốc dân gian như là dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt cho con thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng. Với những trường hợp nhẹ, nhãn cầu mắt của con vẫn trong và sáng và không có các dấu hiệu khó chịu khác thì mẹ có thể chăm sóc bé ở nhà và theo dõi tiếp. Trường hợp nếu mà thấy bé chúng ta có các triệu chứng như là mắt bị viêm, sưng đỏ bên trong hoặc là xung quanh mắt có nhiều rỉ vàng xuất hiện, bé liên tục bị dụi mắt hay là khó chịu, quấy khóc, bé trở nên rất là nhạy cảm với ánh sáng bên ngoài và thích nhắm mắt lại. Trường hợp chúng ta quan sát mí mắt của con mà thấy sưng bị biến dạng thì các mẹ chúng ta nên đưa con đi thăm khám ngay nhé. Nhìn chung thì chảy nước mắt sống ở trẻ sơ sinh là một tình trạng rất là phổ biến, vì thế bố mẹ chúng ta không cần quá lo lắng. Tuy nhiên chúng ta cần chăm sóc, vệ sinh đôi mắt của con sao cho sạch sẽ và cẩn thận nhất, và theo dõi tình hình thường xuyên của con để kịp thời phát hiện những triệu chứng lạ, dấu hiệu lạ để đưa con đi thăm khám. Vậy thôi, hy vọng mọi người sẽ thích những chia sẻ này của mình. Nhấn đăng ký kênh và hẹn gặp mọi người ở những chia sẻ tiếp theo trên Làm Mẹ Vlog nhé.